Hay tịnh chẳng sợ vì chẳng khiếp sợ, hay tịnh vô ngại biện vì khéo diễn nói, hay tịnh Đà La Ni vì nơi tất cả pháp được tự tại, hay tịnh hạnh gần gũi vì thường thấy tất cả chư Phật ra đời. Vì đại Bồ Tát thành tựu pháp này, trí huệ đã sáng tỏ mà vào môn pháp giới, cho nên hay thành tịnh vô lượng các hạnh không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, đó là hay thành tịnh nhất thiết trí vì cầu được nhất thiết trí huệ, hay thành tịnh tất cả chúng sinh vì khiến cho chúng sinh căn cường bị điều phục, hay tịnh tất cả cõi nước vì thường hồi hướng công đức cầu trang nghiêm cõi nước thanh tịnh, hay thành tịnh tất cả các pháp vì khắp biết rõ, hay thanh tịnh không sợ vì có đức hạnh cho nên chẳng khiếp sợ, hay thành tịnh vô ngại biện vì khéo léo dễ nói tất cả các pháp, hay thành tịnh Đà La Ni vì trong tất cả pháp được tự tại, hay thành tịnh hạnh gần gũi chư Phật vì thường thấy tất cả chư Phật xuất hiện ra đời. Phật tử đại Bồ Tát trụ tam muội này đắc được trăm ngàn ước na do tha bất khả thuyết công đức thanh tịnh như vậy, vì trong các cảnh giới tam muội như vậy được tự tại, vì được tất cả chư Phật gia bị, vì nhờ sức căn lành của mình mà ra, vì vào bậc trí huệ đại oai lực, vì nhờ sức các thiện tri thức dẫn đường, vì sức hằng phục tất cả các ma, vì sức đồng phận căn lành thuần tịnh, vì sức thệ nguyện ưa thích rộng lớn, vì sức trồng căn lành thành tựu, vì sức vô đối của phước vô tận vượt qua các thế gian. Các vị Phật tử, khi đại Bồ Tát trụ tam muội vô ngại luận đắc được trăm ngàn ước na do tha bất khả thuyết công đức thanh tịnh như vậy, Bồ Tát đối với tam muội này đắc được 10 thứ lực. Những gì là 10? Một, vì đắc được cảnh giới tam muội nhậm vận tự tại. Hai, vì đắc được tất cả chư Phật gia bị. Ba, vì nhờ sức căn lành thuở xưa của mình mà ra. Bốn, vì vào bậc trí huệ có đại oai lực. Năm, vì nhờ sức các thiện tri thức dẫn đường. Sáu, vì sức hàng phục tất cả các ma. 7. Vì sức đồng phận căn lành thuần tịnh. 8. Vì sức thệ nguyện ưa thích rộng lớn. 9. Vì sức trồng căn lành thành tựu. 10. Vì sức vô đối của phước vô tận vượt qua các thế gian. Bồ Tát phát bốn hoằng thệ nguyện, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng ta là người học Phật Pháp cũng phải phát bốn đại nguyện này. Mỗi ngày phải y chiếu bốn đại nguyện này mà thực hành thì mới có sự tiến bộ. Bằng không, miệng đọc thuộc lòng nhưng chẳng thực hành thì chẳng có chút ích lợi gì. Chẳng những không thể độ chúng sinh mà cho đến chính mình cũng cứu không được. Nay giải thích sơ lược bốn đại nguyện này. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, trước hết phải hồi quang phản chiếu, tự mình hỏi mình độ được chúng sinh chưa. Nếu có độ chúng sinh, nhưng đừng có chấp trước vào tướng chúng sinh. Trong Kinh Kim Cang có nói: tôi phải diệt độ tất cả chúng sinh, diệt độ tất cả chúng sinh rồi mà không có một chúng sinh thật được diệt độ. Ý nghĩa này dạy mọi người đừng chấp trước vào công đức của mình, đừng chấp trước vào tướng độ chúng sinh. Do đó, độ sinh lìa tướng độ sinh. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, trước hết phải phản tỉnh, nhìn xem phiền não của mình đã dứt chưa. Hiện nay nói thật với các vị, phiền não của tôi cũng chưa dứt. Nhưng muốn dứt phiền não, nói ra thật là xấu hổ, giảng kinh nhiều năm rồi mà vô minh vẫn chưa phá, phiền não vẫn chưa dứt, thật có lỗi với các vị. Cho nên phiền não của các vị cũng rất nhiều. Song tôi sớm đã từng nói với các vị, tôi muốn hóa duyên với các vị, muốn hóa duyên lớn chẳng hóa duyên nhỏ. Thế nào là duyên lớn? Tức là không hình không tướng. Thế nào là duyên nhỏ? Nghĩa là có hình có tướng. Nóng giận phiền não là không hình không tướng. Tiền bạc châu báu là có hình có tướng. Mười mấy năm trước tôi đã từng nói qua, hãy đem nóng giận phiền não của quý vị bố thí hết cho tôi. Tôi hoàn hỷ phiền não. Tôi muốn ăn cơm phiền não, muốn mặc y phiền não, tôi muốn ở nhà phiền não, tôi muốn ngồi tòa phiền não, nhưng các vị không để ý đến, không bố thí bỏ được, vẫn giữ lại để chính mình dùng. Bất cứ xuất gia bao nhiêu năm vẫn không bố thí phiền não thì vĩnh viễn không thể chứng đạo. Làm thế nào không có phiền não? Thì phải xem tất cả chúng sinh đều là Phật. Nếu trực tiếp đối với tất cả chúng sinh phiền não, cũng giống như gián tiếp đối với tất cả chư Phật mà sinh phiền não. Chúng ta là đệ tử của Phật, không thể đối với Phật sinh phiền não, cho nên phải dứt trừ phiền não. Người nào không chịu bố thí phiền não đó là người ngu, người có trí huệ thì không có phiền não. Tôi thường nói, mọi việc đều đi qua, nóng giận khó hóa giải. Thật không sinh nóng giận, tức được báo vô giá.
lại đừng có oán người, mọi việc đều tốt đẹp, phiền não vĩnh không sinh, oan nghiệt biết đâu tìm, thường nhìn người không đúng, khổ của mình chẳng dứt. Mấy câu này đã nói với quý vị nhiều lần, nhưng các vị có như gió thoảng qua tai, chẳng lưu lại trong tâm, nói xong quên mất, qua rồi không nhớ nữa. Tại sao hay có phiền não? Vì có nghiệp chướng, có oan nghiệt, trong vô lượng kiếp đến nay, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hỏa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, phạm tội ngũ nghịch. Tóm lại, phàm là ở trong tăng đoàn, đâm thọc đi gián, nói thị, nói phi, khiến cho tỷ kheo nghi ngờ, thậm chí tạo ra đủ thứ việc không tốt, đó là phá hỏa hợp tăng. Nếu phá hoại quy củ trong đạo tràng, khiến cho đạo tràng không được an ổn, tạo ra nhiều việc phiền não, đó là làm thân Phật chảy máu. Tạo năm tội ngũ nghịch này, nghĩ muốn tu hành thì những tội nghiệp này tìm đến nhiễu loạn, khiến cho bạn không thể tĩnh tâm tu hành, vọng tưởng lung tung, phiền não trùng trùng. Người có bệnh hoạn là vì có nghiệp chướng, oan nghiệt đến ta quái, khiến cho tinh thần của bạn hoảng hốt, không tự làm chủ được. Phàm là người mạnh khỏe là do chẳng tạo oan nghiệt. Vì trong quá khứ chúng ta chẳng giữ năm giới, chẳng làm 10 điều lành, cho nên chẳng có căn lành. Đời này muốn phát bồ đề tâm nhưng mà lại đến nhiễu loạn, vậy phải làm bằng cách nào? Hãy mau sám hối, sửa lỗi, làm con người mới. Tâm bình khí hòa, sửa lỗi triệt để, làm mới triệt để. Nên nhớ, không thể nửa sửa, nửa không sửa, đó là hành vi gạt chính mình. Tu hành phải chân đạp xuống đất, không thể xen tạp thành phần hương ngụy ở trong tâm. Tu đạo tức là tu thành thật. Do đó, tâm thành tức linh, tâm thành đến cực điểm thì sẽ có cảm ứng. Nhà nho có nói, tinh thành sở trí, kim thạch vi khai. Chúng ta lúc nào cũng phải kiểm thảo chính mình, xem thử phiền não đã dứt chưa. Nếu chưa dứt thì sớm dứt trừ, còn nếu đã dứt thì đừng để nó sinh ra nữa. Phiền não là thứ tệ nhất, phiền thần não tâm là đá buộc chân người tu đạo.